Sáng ngày 5 tháng 2, đoàn chúc Tết của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng do ông Lâm Hoàng Nghiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết một số ban ngành đoàn thể trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. Đoàn đã đến thăm Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng nghe đơn vị báo cáo tình hình kết quả hoạt động trong năm. Theo đó, năm 2023, đơn vị đã thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước theo quy định, thực hiện tốt công tác quản lý thuế, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Hoàng Nghiệp đã biểu dương đơn vị, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước trong thời gian tới. Tiếp đến, đoàn đến thăm Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Trong không khí ấm áp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ cấp ủy chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội luôn ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh. Đặc biệt những năm gần đây, vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ thể hiện rất tốt trong góp phần xây dựng cấp ủy, chính quyền, chăm lo đời sống hội viên. Tại Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn viên chức tỉnh, lãnh đạo đoàn cũng đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và thành tích của đơn vị đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các cấp công đoàn của tỉnh tiếp tục phát động các phong trào thi đua, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho đội ngũ công nhân viên chức lao động, xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp đổi mới. Trong không khí đầy ấm áp của buổi thăm chúc Tết, lãnh đạo đơn vị cũng đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh. Đây là nguồn động viên để cán bộ viên chức người lao động tiếp tục nỗ lực để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Ban đại diện Tin lành tỉnh Sóc Trăng đã đến thăm chúc Tết Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Tiếp đoàn có bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Đoàn thay mặt cho các vị mục sư, giáo phẩm và tín hữu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng bày tỏ lời cảm ơn trước sự quan tâm của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong thời gian qua, gửi lời chúc mừng năm mới và mong rằng tỉnh sẽ tiếp tục có thêm những thành công mới trong năm 2024. Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ sự trân trọng của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với những đóng góp của các cơ sở tôn giáo, trong đó có Tin lành, trong sự phát triển chung của tỉnh, nhất là trong công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Bà cũng rất mong trong các hoạt động của ban đại diện Tin lành sẽ góp phần đưa tỉnh nhà tiếp tục phát triển. Bà cũng gửi lời chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe và bình an đến quý mục sư, giáo phẩm và tín hữu trên địa bàn.